Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy biến động với Việt Nam và thế giới vì những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Nếu ví đại dịch COVID-19 vừa qua như một cơn bão lớn, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là những cây non bị tấn công đầu tiên. Chuyển đổi số được coi là tấm khiên chắn bão cho SME, giúp SME từ sống sót đến đâm chồi nảy lộc. Đây chính là thời điểm chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số phát huy vai trò của mình. Sau một năm triển khai, chương trình đã chọn được 23 nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc để công bố, giới thiệu tới các doanh nghiệp qua cổng thông tin smedx.vn. Tổng số lượt truy cập trên cổng thông tin smedx.vn tính đến ngày 31 tháng 12 là hơn 220.000 lượt truy cập, tiếp cận được với 37.000 doanh nghiệp. Thông qua hình thức SMS Brand Name, chương trình tiếp cận được đến 170.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình có sự ủng hộ và ghi nhận của các cơ quan thông tấn, truyền thông từ trung ương đến địa phương. Đa dạng hình thức tiếp cận, kết quả là trong năm 2021 đã có hơn 16.000 doanh nghiệp lựa chọn sử dụng nền tảng trong chương trình. Đây là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Nghệ An. Mặc dù hiện tại do quy định giãn cách, phần lớn nhân sự làm việc từ xa, nhưng bằng việc chuyển đổi lên nền tảng số, họ vẫn đang đảm bảo cung cấp dịch vụ cho hơn 300 khách hàng. Vì so với hình thức tương tác kết nối trực tiếp như cũ thì nền tảng có nhiều tiện ích hơn cho người làm kế toán dịch vụ như chúng tôi và cả các doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh mùa dịch giãn cách hiện nay thì Visa ASP giúp chúng tôi có thể online hóa toàn bộ hoạt động từ việc thao tác nghiệp vụ hạch toán, quản lý tiến độ và năng suất nhân viên. Vì thế chúng tôi vẫn duy trì được một máy hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong mùa dịch. Số liệu của nền tảng Visa ASP cho thấy áp lực COVID-19 khiến nhu cầu thực hiện nghiệp vụ kế toán, thuế trực tuyến đang gia tăng gấp đôi sau từng tháng. Trong 3 tháng đã có hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ này. Bản thân các cái doanh nghiệp mà tham gia vào đây thì đã sở hữu được cái dữ liệu kế toán của mình và họ hoàn toàn yên tâm tin tưởng sau 3 đến 4 năm hay nhiều năm sau mà khi cơ quan kiểm tra thanh tra thuế thì họ vẫn có những cái dữ liệu để họ phục vụ cho cái công tác thanh tra về thuế một cách thuận lợi nhất. Mình làm trực tuyến thì có thể là cả ngày lẫn đêm 24/24, thậm chí có khi ban đêm mình làm được mà cũng không cần phải đến cơ quan. Mình ngồi bất cứ chỗ nào, có cái laptop kết nối được internet là mình có thể làm được. Và như vậy rõ ràng rất là thuận lợi, kể cả thời gian, về cả chi phí hành chính. Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, trung bình mỗi doanh nghiệp có thể tiết kiệm 300 giờ làm việc mỗi năm khi sử dụng các nền tảng số. Ước tính với hơn 700.000 doanh nghiệp thì con số tiết kiệm được có thể lên tới hơn 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Sang năm 2022, điểm mới của chương trình chuyển đổi số là có bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi DBI. Bộ công cụ này được áp dụng triển khai đánh giá 3 nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, tập đoàn và các tổng công ty. 6 trụ cột của bộ chỉ số DBI là trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, và trong mỗi chỉ số thành phần đều có các tiêu chí. Doanh nghiệp có thể chủ động dựa vào hiện trạng, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ chỉ số để từ đó xác định tình hình chuyển đổi số nội tại của mình. Theo kế hoạch năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số cho 100.000 doanh nghiệp trên toàn quốc dựa theo bộ công cụ này. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để hoàn thiện các chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Cũng trong năm 2022, bên cạnh việc được tư vấn về các nền tảng, doanh nghiệp cũng sẽ nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số từ ngân sách. Cụ thể, theo Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ, quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% nếu thuê, mua các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận, công bố. Nhằm phổ biến hoạt động chuyển đổi số tới từng địa phương, trong năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức 63 hội thảo, sự kiện. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi tất cả các tỉnh thành để thúc đẩy hoạt động này. Các doanh nghiệp nền tảng có thể đăng ký để cùng tham dự. Việt Nam hiện có khoảng 870.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98%. Theo kế hoạch, năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục lựa chọn các nền tảng số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp SME. Với mục tiêu sẽ có 30.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số. Có thể thấy, chuyển đổi số không phải là đích đến mà sẽ là con đường giúp Việt Nam đạt được khát vọng phát triển đất nước nhanh hơn và bền vững hơn.